Rồi, bài này chúng ta sử dụng phương pháp đó là chúng ta đi ghép cặp. Thế thì chúng ta phải nhìn xem là ghép cái gì đúng không? 288 ghép với cái gì nào? Đây đúng không? Tiếp tục 2766. Đây đúng không? Tiếp tục. Còn dư lại cái gì? 134 và 866. Ok nhá. Bằng A bằng nhá. Viết cái này để trình bày cả hai câu nó thiếu một bảng. A bằng chỗ này là bao nhiêu? Đúng chưa? Đây. Mấy? 3000 đúng không? Cộng với. Như vậy kết quả của câu A là bằng. Con bị nhầm chỗ nào? Đúng không? Câu B cũng vậy. Chúng ta ghép 4253 trừ đi 1253 cộng với 123 cộng với 1877. Đến đây là chúng ta xem còn dư lại cái gì. Dư lại cái này đúng không? Thì chúng ta cộng với cái số 2451 trừ đi 451. Các bạn phải chú ý khi ghép cặp cái dấu ở đằng trước các cái số đó. Bằng 3000 cộng với 2000 cộng với 2000 bằng 8000 đúng không? Rồi, ok, vậy bạn nào là 6000 và 7000 thì đúng rồi. Thì đã có câu C. 7295 F bằng 7295 trừ đi 2113 cộng với 1734 phá ngoặc. Dấu cộng thì giữ nguyên dấu. Đúng không? Đến đây bằng 7295 trừ 1295 cộng với 1734 trừ 1734 cộng với anh này trừ anh này ok bằng 6000 cộng với 0 cộng với 1000 và bằng 7000. Đấy, chúng ta chỉ cần nhẩm thôi, đúng không? Câu D. H bằng 1234 cộng 1765. Cái này là hơi khó này. Cái này chúng ta phải viết là 3765 trừ đi 2765 sao trong ngoặc. Sau đó thì cộng 1234 lại trừ 2234, chúng ta đưa dấu trừ ra bên ngoài thì trong sẽ là còn 2234 trừ đi 123. 2234 đúng không? Và anh này sẽ bằng hai anh này trừ đi nhau bằng 1000. Trừ đi 1000 bằng 0. Đấy, bạn nào mà làm đúng được cái câu D này là chúng ta là cái kỹ năng là phá và ghép là ok. Còn có những bạn nào chúng ta bị nhầm thì chúng ta sẽ bị nhầm dấu vào chỗ này, các bạn sẽ thành dấu cộng. Và khi chỗ này là dấu cộng thì kết quả của chúng ta nó sẽ là gì? 2000. Sai. Đúng không?
Thế là các bạn chú ý nhé. Các bạn nhìn này, khi thầy giáo đưa cái số 2234 vào trong ngoặc, chiếc ngoặc thầy giáo đặt dấu trừ, thì đây là trừ 2234 thì vào trong ngoặc nó không còn dấu trừ nữa, đúng không? Thế còn cái số 1234 thì trước nó là không có dấu, đồng nghĩa với là dấu cộng, thì khi vào trong ngoặc thì nó đổi thành dấu trừ. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là quy tắc phá ngoặc, nó ngược à, đưa vào ngoặc nó ngược, nó cũng giống như là quy tắc chúng ta gì phá ngoặc, có đúng không? Ok nhá. Y bằng, chúng ta thấy đây là 125 125 125, vậy là đặt 125 ra ngoài, trong còn 447 cộng 295 cộng 258 bằng 125 nhân với, ở đây là 400 này, 553 cộng lại như vậy thành 1.000 và kết quả bằng 125.000. Đấy, rất dễ đúng không? Câu B tương tự như thế, K bằng 236 nhân 122 trừ đi 23 cộng với 1. 236 này chính là 236 nhân với 1 đúng không? À, đến đây thì K bằng 236 nhân 100, và K sẽ bằng 23600. Hết. Bài này thì câu C, phương pháp dựa vào đó là chúng ta hãy quan tâm đến những cái phép tính như thế này. 125 nhân 8 bằng bao nhiêu các bạn? 1.000. Đấy, như vậy là các bạn rất nhớ đúng không? 525 thì nhân với 4 đúng không? Đấy, như thế này thì nó tròn. Thì với phép tính này thầy giáo cũng sẽ xử lý như thế. G bằng, nhìn thấy 125 là phải đi tìm 8 ngay, có đúng không? Còn nếu mà không có 8 lúc đấy chúng ta lại tìm cách chúng ta tách 8 từ những cái thừa số khác ra. À, 125, 8, ok. Tiếp, 25 với mấy? 4 này ở đâu ra bây giờ? À, 4 ở 40 đúng không? À, thì lúc đó ở 40 sẽ, nó sẽ còn dư ra 10 đúng không? Sau đó còn số gì nữa? 10 này, 125 với 8 rồi, 4 vào đây rồi, ok, còn thừa ra 10 với 9 và 50 với 2. Đến đây, 1.000 nhân 100 nhân 100 nhân 10 nhân 9. À, chúng ta chỉ cần viết số 9 rồi đi đếm số 0 thế là xong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng là 900 triệu thật. Rồi xong. Câu D. Câu D thì đã thấy có hai bạn comment thôi. À, các bạn nhìn này. Muốn xử lý được cái này thì chắc là chúng ta phải đi xử lý cái thằng này rồi. Thế nhưng mà nhìn nó không có thừa số chung đúng không? Chúng ta tạo ra thừa số chung. L bằng 120 nhân 96 cộng 60 nhân 2 nhân với 904. Có đúng không? Bây giờ có thừa số chung chưa? Chín sáu cộng 904 đấy. Khi không có thừa số chung, chúng ta có thể tìm cách chúng ta ghép cặp, chúng ta sẽ tách cái thừa số ra để tạo ra thừa số chung. Thì cái dạng này các bạn chưa gặp thì chúng ta sẽ bị hơi bối rối một tí đúng không? Vì chúng ta nhìn thấy không thừa số chung.
Nhưng nếu để ý thì 120 so với 60 chúng ta nhìn thấy à gấp 2 lần, vậy thì nếu như thêm 2 vào đó là thật có thừa số chung. Đấy, tư duy là như thế. Đó, chúng ta sẽ xử lý nó như sau, giống như bài vừa rồi. T bằng ở đây có 113, đây 1130, vậy thì ta cho số 0 đổi sang đây. Đúng không? Như vậy ta có là 4 này nhân với 113 nhân 10 nhân 25 trừ đi 1 mà à đây, trừ đi 5 nhân 1130 nhân 20. T bằng 4 nhân với 25 thì thành 100 nhân với 1130 trừ đi 100 nhân với 1130, và đến đây chúng ta có luôn kết quả bằng gì? Nó giống nhau thì cần gì phải tính, đúng không? Đấy. X bằng tương tự như vậy, ở đây là 125 đúng không, đây là 1140, thế thì cần phải thêm cái thằng số 0 vào đây. Thế nhưng mà không có thêm thằng số 0 thì chúng ta lại làm cách khác, đúng không? Ở đây là 2 nhân 25 là 54. Như vậy là thầy giáo tách ở đây 2 ra, như vậy là 4 nhân với 2 nhân với 5 mấy nhỉ? 57 đúng không? Trừ đi 1. Cái này là chúng ta có được là 1000 này. Đây là 50. Rồi làm cái này thì hơi phức tạp hơn. Để chúng ta sẽ biến đổi theo cách khác. Cứ biết là 4 nhân với 114 nhân 125 trừ đi 114 nhân với 10 nhân với 2 nhân với 25, đúng không? Chúng ta phân tích tiếp, x bằng 114 nhân với ở đây là 2, hoặc các bạn nhân trực tiếp hai thằng này với nhau cũng được bởi vì nó tròn. 2 này nhân với nhau là 500, nhẩm nó cũng ra là 500. Đúng không? 4 lần 100 là 400, 4 lần 25 là 100 nữa, như vậy là 500. Đúng không? Trừ đi 0. Ok, thầy giáo chữa nhá. 665 trừ đi 169, đúng không? Đấy, chúng ta bạn nào mà nhân chia nhanh thì thực ra những cái phép tính ví dụ như 13 nhân 13, 12 nhân 12, 14 nhân 14. Ví dụ như là 12 nhân 12 là bằng bao nhiêu các bạn? 144 đúng không? 11 nhân 11 thì là 121. 13 nhân 13 là 169, 14 nhân 14 là 196. 15 nhân 15 là 225, đúng không? 16 nhân 16 là 256. Đấy. Đến 17 nhân 17 bao nhiêu? Bằng 289, đúng không? Chúng ta nhớ dần để chúng ta thành cái kỹ năng á. Cái này là bằng bao nhiêu? 665 trừ 169 thì 5 trừ đi 9 bằng 6, nhớ 1 là 7, 9, 4. Đúng không? X bằng 8. Dạ. Câu này chúng ta coi như anh này là một thành phần, kệ nó, đúng không? Cứ viết 18 chia cho, nhưng mà trong quá trình chúng ta tính luôn biểu thức ở trong ngoặc này luôn. 496 mà chia cho 124, chúng ta được 4 lần. 4 nhân với x trừ 6 bằng 200 trừ đi 197, cái này bằng 3 luôn. Như vậy thì đến đây cái này lại là một thành phần của phép toán. 4 nhân x trừ 6 bằng 18 chia cho 3 bằng 6 luôn. 4 nhân với x bằng 12, x bằng 3. Đấy. Chúng làm theo đúng quy tắc.
tuần tự từng bước một. Rồi thì đã thấy có 3 bạn ra kết quả là bằng 3, 4 bạn ra bằng 3, Thùy Ngân ra chưa? Bài này thì chúng ta cần phải phát hiện ra là bao nhiêu cái ngoặc đã. Mỗi cái ngoặc đều có x. Vậy thì có bao nhiêu cái ngoặc? À, bao nhiêu cái ngoặc thì nó phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta đi xét cái dãy số. Các bạn nhìn này, đây nháp nhá, nháp là 2, 4, 6 này, vân vân đến 5, 2. Thế thì có bao nhiêu số hạng thì sẽ có bấy nhiêu cái ngoặc, có đúng không? Mà đây là dãy số cách đều hai đơn vị. À, như vậy số số hạng sẽ là số đầu trừ số số cuối trừ số đầu, chia cho khoảng cách rồi cộng với 1. Có đúng không? Như vậy có 26 cái ngoặc, 26 cái ngoặc. Như vậy là sẽ có 26x. Vậy là 26 lần x cộng với tất cả các số này. À, như vậy là 26 nhân x, đây là tổng của dãy số cách đều, lấy số cuối cộng số đầu, nhân với số số hạng là 26, rồi chia cho 2. Kết quả bằng 780. Được chưa? Ở đây thì 26 nhân với x cộng với 702 bằng 780. À, như vậy 26 nhân với x bằng 78, x sẽ bằng thế nào? Như vậy bài này chúng ta cần nhớ đến kiến thức về dãy số cách đều. Bài này là vì 15 ô người ta điền vào mỗi ô một 3 ô liên tiếp thì bằng 39. Thế thì chúng ta chỉ cần để ý đến 3 cái ô này. Chúng ta cứ tính 3 cái ô này trước đi. À thì 3 cái ô này nó sẽ có tổng bằng 3 cái ô này. Đấy, như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy được ngay là anh này bằng bao nhiêu. Có đúng các bạn? Bởi vì nó giống nhau cái đoạn khúc này rồi, như vậy hai cái này phải bằng nhau. À, tiếp tục như vậy, thầy giáo sẽ từ cái 11 này thì cái chỗ này cũng phải 11. Đúng không? Sau đó tiếp tục 20, chỗ này 1, 2, 3, đúng không? Cũng là 20. Rồi 1, 2, 3, chỗ này cũng là 20. 1, 2, 3, chỗ này cũng là 20. Đến 11. 11. 1, 2, đây 11. Đây 11. À, đây 11. À, và vì tổng của 3 cái ô liên tiếp bất kỳ luôn bằng 39. Từ đây các bạn biết ngay số này là số mấy. Đúng không? Rồi thì đã trở lại cái bài kia một chút nhá. Vì cái 100 này nó là cái số chẵn. Đấy. Nếu mà 101 ấy, thì lúc đó là như thầy giáo vừa mới trình bày cho các bạn, nó sẽ thêm đoạn. À, nhưng mà như ở đây là vì là 100 nên tại sao chỗ này người ta không vẽ, là bởi vì nó không đến được đó, đúng không? Các bạn nhìn nhá, đây là 100 cm thì nó sẽ bắt đầu từ cái đoạn một đoạn liền, một đoạn đứt, một đoạn liền, một đoạn đứt. Như vậy thì cứ như vậy thì 100 nó sẽ có 100 đoạn, đúng không? Thì sẽ là 50 đoạn liền và 50 đoạn đứt, đúng chưa? À, như vậy thì đến đây nó chỉ đến B thôi là nó dừng lại. Như vậy B của chúng ta là nó sẽ, thực ra nó ở mô hình nó phải giống như ở chỗ này này, là sẽ không có cái đoạn ở chỗ này là liền, đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta có là cái độ dài, đoạn dài nó sẽ là 100 cộng với 1, vẫn là như thế thôi, bằng 101 cm. Nhưng mà chúng ta có 100 cái như thế, đúng không? Chúng ta có 100 giống như thế này, giống như thầy áo lúc vẽ cái 4 ấy các bạn. 4 là số chẵn. Thế này thôi, đúng không? Như thế này là đến B rồi. Đây này.
Tức là một đoạn này, hai đoạn này, ba đoạn này, bốn đoạn, đúng không? Có đúng bốn đoạn vì nó là số chẵn. Đấy. Cho nên là độ dài của đoạn AB sẽ là 100 lần như thế và bằng 10100. Các bạn là Thái Hòa là làm đúng rồi nhá. À, như vậy thì đến đây chúng ta chỉ thấy 7 cộng 13 cộng 2 cộng 14 bằng bao nhiêu? 36 đúng không? Đúng chưa? Thế còn ba cái anh này bằng bao nhiêu? 20. À, từ đó A bằng mấy? A bằng 10. Đấy, chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ không phải đi làm những cái việc lắp vào đây đi tính B xong rồi lắp vào đây đi tính gì? Đi tính A, bởi vì hai cái vòng nó chung nhau cái hai cái ô này rồi. À, để đào chữa cho các bạn nhé. Đây là một, thực ra là một bài toán cấu tạo số nhưng người ta cho ở cái dạng khác, cho ở dạng ô vuông, hình tròn, hình tam giác, nhìn trông cho nó khác kiểu bình thường đi. Còn thực ra đây chính là điền số vào ô trống, tìm các chữ số thích hợp ABC thỏa mãn A cộng AAC cộng ABB bằng 2003, đúng không? À, thế thì chúng ta sẽ, những bài này chúng ta không có cái cơ sở nào để chúng ta phán đoán được thì chúng ta phải đi chặn, dùng pháp loại trừ. Các bạn nhìn vào đây A bằng 5 có được không? Nếu A của chúng ta mà bé hơn hoặc bằng 5 thế thì sao các bạn? Khi đó AAA cộng với AAC cộng với ABB thì ba cái số này cộng lại nó đều bé hơn 600 nhân với 3 và đương nhiên là bé hơn 2003, có đúng các bạn? Tại A mà bằng 5 thôi thì mỗi một số lớn nhất nó chỉ là 600 thôi. Thế mà ba cái 600 cộng lại nó chỉ có 1800, làm sao nó bằng được 2003? Như vậy là A không thể nào bé hơn hoặc bằng 5 được. À, tiếp theo, nếu A lớn hơn hoặc bằng 7 thì lúc này AAA cộng với AAC cộng với ABB thì lớn hơn 700 nhân với 3 và nó lại lớn hơn 2003. Có đúng không? 3 lần 700 cộng lại nó đã là 2100 rồi, làm sao mà ra được cái số này được? Được chưa? Từ hai điều này chúng ta kết luận được cái gì? À, như vậy chúng ta có A bằng 6. Thế thì đến đây là ngon hơn rất nhiều rồi. Chúng ta có 6 6 6 6 6 C 6 B B tổng lại bằng 2003. Như vậy thì chắc chắn là phép tính này sẽ phải có nhớ, đúng không? Và nó có bằng 23 được không? Chưa biết. Nó có thể là 13 mà có thể là 23, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu sang cái phép tính tiếp theo. 6 cộng 6 cộng 6 bằng 18, đúng không? Mà kết quả cuối cùng ở đây ra lại là 20, vậy nó phải nhớ mấy? À, nhớ 2, đúng không? Nhớ 2 thì 6 cộng 6 cộng B mà lại ra 0, nhớ 2, như vậy nó phải ra bao nhiêu? Như vậy là 6 cộng 6 cộng B, như vậy là B này phải bằng B bằng 8 á? Giả sử B bằng 8 đi thì 6 cộng 6 cộng 8 bằng 20, biết 0 nhớ 2 thì ok. Nhưng mà 8 ở đây rồi ấy, nếu mà ở đây là 8 bởi vì cái phép tính này nó phải có nhớ mà, có đúng không? À, cho nên là đến đây chúng ta có là cái lập luận thứ ba, đó là 6 cộng C cộng B thì tận cùng ra là 3, đúng không? Như vậy thì C cộng với B sẽ phải bằng mấy? 7. Hoặc là gì? C cộng B bằng 17. Có đúng không? Thế nếu như C cộng B bằng 17 thì sao? Thì nhớ 2 sang đây, đúng không? À, nhớ 2 sang đây thì ra được kết quả là bằng 0. Như vậy B phải bằng gì? B phải bằng 6. Đúng chưa? Mà B bằng 6 mà C cộng B bằng 17 thì có được không các bạn?
Nếu C cộng B mà bằng 17 thì ta có là 6 cộng với 6 cộng với B, xong nhớ mấy? Phải nhớ 2, bởi vì cái phép tính này của chúng ta cộng lại là nó ra được 23 mà. 23 thì viết 3 nhớ 2 sang đây chứ, đúng không? Có nghĩa là nhớ 2 thì ra được 0. Từ đây suy ra B mấy các bạn? B buộc phải bằng 6 thì 36 18 nhớ 2 mới ra được viết 0 chứ. Đúng không? Thế nhưng B bằng 6, C cộng B lại bằng 11, như vậy C bằng 11, điều này là đúng không? Làm sao mà ra được? Như vậy chúng ta kết luận là gì? C cộng B phải bằng bằng mấy? C cộng B bằng 7 thì lúc này phép tính chỉ nhớ 1 thôi. Nhớ 1 thì ra 0. Vậy B bằng mấy? B bằng 7. 7 cộng 6 cộng 6 bằng 19 đúng không? Nhớ 1 nữa là 2. 20 là biết 0 nhớ 2 vừa đẹp chưa? Thế thì C B mà bằng 7 thì dẫn tới C bằng mấy? Ok, C bằng 0. Vậy A cộng C bằng mấy? Đấy. Đây là hoàn toàn là chúng ta dùng cấu tạo số và những cái mối liên hệ giữa phép tính để chúng ta xét, có đúng không? Rồi, ok. Hôm nay chúng ta khởi động như thế đã nhé. Ok, các bạn nghỉ giải lao một chút để vào tiết học sau.